Cho em 2 phần bún chua cay. Dạ, một tô thì không cay, một tô thì cay vừa. Bột khoai lang. Bột khoai lang, wow. Bây giờ ăn nó cái độ dai như chua cay, chứ nó không có phải là... Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bánh canh cũng vậy. Dạ dạ, bánh canh nó khác. Khoai lang ở Trung Quốc thì có hơn 30 loại. Có rất nhiều loại ha. Em mà... nghĩ là khoai có nhiều loại thôi, khoai lang riêng nó còn có nhiều loại nữa. Tối phi hành phi. Cái sợi khoai lang giống như cái chân trâu ở trong toco ấy, chân trâu sợi ấy. Đúng rồi. Anh thấy giống không? Giống lắm. Cảm nhận được mùi thơm của khoai lang. Rất thơm luôn ấy. Mặc dù em là fan của đồ Thái, nhưng mà em cũng rất là thích ăn đồ kiểu đồ Hoa với là đồ Trung ấy. Tại vì cái vị của nó rất là nó có những cái rất là riêng. Ờ vậy cái này thì cay ok rồi. Chỉ tê mấy cái miệng thôi chứ không có tới não. Nói chung là cái này không có cay nó sẽ không có ngon đâu. Nói chung là kêu cay ít đi để có cái vị. Mình ăn qua bánh canh gạo hay là bánh canh gì mà mình để lâu á thì cái sợi bún nó sẽ bở, bể bể. Mà cái này thì rất là giòn. Cái độ mềm với độ dẻo. Dạ. Nó từ đầu đến cuối nó giống y chang luôn á. Mà có cái bị là các bạn khi muốn ăn á thì nó dài, bởi vậy khúc đầu mình ăn xíu xong mình phải cắt. Còn nếu mà các bạn không cắt mà ăn liên tục thì đúng rồi. Cái sợi mấy bạn ăn một miếng mấy bạn phải cắn nó rồi một tí mới ăn tiếp. Đúng rồi. Nếu mà mình ăn liên tục quá thì nó sẽ bị nóng. Nóng mà cay nữa, cay nóng. Đều. Quán này chắc là mình cho 10 điểm trên 10, quá xuất sắc rồi. Em cũng đồng ý đúng không? Em đồng ý 10 trên 10. Mà bao nhiêu ta? Tính tiền chị ạ. Một tô là bao nhiêu ạ? 65.000. Được, vẫn là 10 trên 10 không thay đổi. Yeah. Mà ăn sao sao mình nhét vô bánh mì ăn hả ta? Nhét cái bánh mì cũng được, hoặc là anh muốn để đi rồi anh ăn cái bánh mì rồi anh chấm cũng được. Em ăn sao? Vậy em dạ. Muốn hợp chấm đi, nhét vô bánh mì đi. Em wow, thì ăn đằng sống nói đằng gió. Bình thường. Ai ăn đặc biệt. Thì đủ. một cái là nhét vô bánh mì, một cái là để riêng. Ok. Người dành cho người khổng lồ ăn đó. Đủ bắp. Củ qua cà ớt. Chả. Ôi, nhìn đau qua hàm luôn á. Anh làm sao? Anh đang tập chút khi ăn. Bánh mì này nó topping nó quá bự, bởi vậy mình ăn thì cảm giác là topping là 70%, 30% thì bánh mì. Thì cũng giống như ăn bánh tráng trộn vậy đó, mặc dù nói là ăn bánh tráng nhưng mà thực ra topping này kia nhiều hơn bánh tráng. Nó y chang cái miệng. Nó y chang vậy á. Thấy cái chả cá này signature này. Nó rất là thơm lắm luôn á. Như này thì ăn kiểu nó vui hơn. Ăn uống kiểu nhậu cũng được nè. Ăn kiểu cổng trường, ăn như cá viên chiên. Đúng rồi. Còn cái này là để ăn sáng. Trời ơi, nhiều quá. Đúng rồi, cái dù là nguyên liệu nó nhóng nhóc nhưng mà vô cắt ăn thì nó khác hẳn. Cái này nó tiện hơn rất nhiều luôn á. Cái này đâu có tiện lắm nào. Cái này tiện hơn rất nhiều. To nhưng mà có cái là có biết cách sắp xếp để mà ăn bánh mì dễ hơn. Mình sẽ kêu cái da gà chiên nhé. Thêm một phần da gà chiên với lại tắp mỡ chiên ạ.
toàn mua đem về, không là lần đầu em ngồi em ăn tại chỗ. Nhìn đẹp hơn em nghĩ. Mình nhắm tới rau muống trước. Cái này là cái gì đó? Em nghĩ là tóc mỡ. Tóc mỡ nè. Wow. Có đậu bắp. Một cái hành, cái hành này mình nó có cái gì mà nó mặn mặn nữa. Chắc là hành phi á. Hành phi nhưng mà hơi mặn mặn nè. Tóc mỡ xuất sắc. Xuất sắc luôn á, tóc mỡ. Wow. Không, không nghĩ tới gà rắn luôn. Ngon. Nó giống như là gà mà có cảm giác bị thịt heo bao rọi nướng. Ok. Chưa. Sao tóc mỡ chiên mà nó ngon. Ngon quá ta. Chỉ là tóc mỡ rất là ngon. Rồi, big size. Biết sai luôn á, khổng lồ. Nhưng mà anh để ý, cái miếng tóc mỡ nó to như vậy nè. Nó như một cái miếng bánh phồng vậy á. Mà nó dày như thế này, người ta cắt ra. Cho nên anh thấy nó sẽ có những cái hình vuông 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 như thế này. Ngon luôn á, ngon lắm luôn á. Bây giờ mình chơi một cái game đi. Nếu như dĩa này mà 30-40 á, thì em trả. Mà nếu mà dĩa này 50-60 thì anh phải trả. Ok, 30-40 và 50-60. Mà nghĩ là em thắng rồi. À, một phần. Ê, một phần tách mỡ chiên đúng không? Chứ phải lái phần nha. Một phần tách mỡ hay là một phần ốc mít? Em đoán nguyên cái dĩa này. Nguyên luôn hả? Vậy là phải tính lại chứ. Em nghĩ tổng cái dĩa này là 5-60 ngàn. 70 ngàn. 70 ngàn. Ok. Anh ơi, quen bao nhiêu ạ? À? Quen bao nhiêu ạ? 70. Ôi ôi, 70, đúng 70. Wow, wow. Ủa? Làm ủa sao kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Em thấy ủa? Tại chỗ em thấy giá hợp lý không so với cái chất lượng? 70 thì em thấy ok. Nó ok luôn á, anh thấy rất ngon. Ok, đây là địa chỉ mới 187-30 nha mọi người. Nhớ kiếm hơi cực. Đúng rồi, kiếm hơi cực. À, vô cái hẻm là thấy được nè. Vô hẻm mà 187-24 á. À, con ơi, con muốn uống gì thì kêu nhé. Wow. Mời cả nhà uống. Mời mọi người, Milo chân châu. Đó là món yêu thích của mình ở quán này. Và Milo chân châu dừa. Ngoài ra còn có uống với nước dừa rất là ngon. Uống với trà sữa hay là uống với trà cũng ngon. Nhưng mà mình thích uống này nhất. Và uống wow. Như anh Gucci thì rất là bé. Mắc lắm luôn à. Thêm cái nó ngọt nữa. Không biết vị ngọt nó từ đâu nhưng mà sao nó ngọt ngọt. Cái này là cái miếng topping. Miếng topping mà trong đây là miếng dừa. Đối em cái này là gì? Đây là... Em nói đây là thốt nốt. Thốt nốt hả? Dừa nước ông ơi. Nếu mà cái này mà uống mà không có topping là thì uống không thôi, nhưng mà có topping bởi vậy nó giống như là vừa ăn snack dừa mà vừa uống. Wow. Ông tự làm khó ổng á. Mua một tặng một đấy. Buy one get one free. Đúng rồi, nhưng mà phải mỗi thứ phải trả, nhưng mà cảm giác là mua một tặng một. Cảm ơn mọi người đã xem clip của và các bạn nhớ subscribe và bấm chuông để xem nhé. Và bạn nào mà thích Ý Nhi thì các bạn có thể follow fanpage của Ý Nhi. Em thở giùm anh hơi rồi đó. Hết. Thế. Mình chạy chữ đi, ai rảnh đâu dịch cho nghe.